thân chào anh em trong nghề. Thì hôm nay Luyện cũng lấy một cái bản vật tư nó lâu rồi. Thì các bạn cứ hỏi là cái nhận thầu ra làm sao và như thế nào. Thì thông thường đó, mình làm nhà phố thì các bạn sẽ thấy là chúng ta làm luôn á, phần điện, phần nước, phần tivi, điện thoại nha, internet thôi. Mình không được tính vào cái phần báo giá nhân công là camera, điện lạnh tính riêng nha. Điện lạnh tính riêng nè, camera tính riêng nè, báo khói tính riêng nha. Thì ở trong cái phần mà để nhận theo kiểu mét vuông đó, các bạn gồm có là phần nước thoát, phần nước cấp và lắp thiết bị hai loại này. Rồi phần điện nha, gồm có tivi, gồm có điện thoại, internet. Và trong đơn giá về nhân công để lắp đặt nhà phố không gồm có đơn, không gồm có thi công máy lạnh, ống thoát nước, máy lạnh cũng không có nha. Và không có về vấn đề là chống trộm dưới báo cháy, đó là thuộc về camera an ninh. Thì các bạn sẽ tách ra riêng là máy lạnh nè, camera nè, chống trộm nè, báo cháy ra. Còn lại là điện nước, tivi, điện thoại, internet là phải có. Mình kéo dây mình chờ hết nha. Thì hôm nay đó Lượng cũng làm một cái clip, chúng ta nói về cái đơn giá nhân công mà để chúng ta lắp đặt ở một cái công trường là nó được giới hạn là bảo ở những công trường nhỏ thôi nha, chứ không phải ở công trường lớn. Nhớ là tóm lại là nhà phố, biệt thự thôi nha. Còn những cái dự án kia thì chúng ta sẽ đánh giá được cái vấn đề là cái tiêu chí kỹ thuật đó như thế nào và quy trình làm việc của nó, biện pháp thi công của nó như thế nào. Ví dụ như lắp cái tủ ATS nhỏ này nè, 150 mb, thì tiền nhân công này là 850.000. Còn cái tủ EFB là 1.250.000 nhân công thôi nha. Thì trong cái tủ này người ta đã làm sẵn hết cho mình rồi, người ta làm cái tủ này nè, người ta làm hết cả thiết bị trong chỗ này. Sau đó là mình vô mình lắp đặt, mình đấu cho nó chạy thôi. Thì mình lấy là tiền nhân công là 1.250.000, chứ không phải mình gia công cái tủ này nha. Đó, các bạn phải phân biệt rõ. Thì cái này là tất cả những thiết bị này á, là nằm ở trong cái phần tủ MFP mà Luyện hai hướng dẫn đào tạo một số anh em lắp đặt cái tủ này đó. Đây, cái bơm nước sinh hoạt gì đây, các bạn sẽ nhìn thấy ở đây ha. Mình để từ từ cho các bạn thấy. Tủ Việt ta với Hải Nam đẹp lắm các bạn ơi. Cái vấn đề là thưa các bạn là cái tủ nó chất lượng và bán theo kiểu thương hiệu nữa. Rồi tới cái phần mà các bạn quan tâm nè, các bạn cứ hỏi mình là cái cáp điện này là bao nhiêu một mét, bao nhiêu một mét. Thì cái thông thường đó thì các bạn sẽ thấy là cáp CV50 này nè, cáp đơn đó là 1 sợi 50 này, là mình kéo với cái đơn giá nhân công là 35.000. Nhưng mà thưa bạn, nếu mà bạn kéo trên cái nhà xưởng á mà nó cao mười mấy mét á, thì cái đơn giá này á, thì mình sẽ không làm được, đúng không ạ? Cho nên là mình phải xét nó nằm ở đâu nha các bạn. Thì như vậy thì thông thường á, thì chúng ta thấy là cái một mét cáp 50 bây giờ nó 150.000, thì nó tương đương với như gần là 30% cái tiền vật tư nhân công, thì gần bằng tiền vật tư. Nhưng cũng có chỗ là tiền nhân công là bằng tiền vật tư hoặc là cao hơn luôn cái tiền mà các bạn mua cái vật tư này. Cho nên là mình chỉ nói là cái bản này để cho các bạn tham khảo mà thôi, để các bạn định hình được cái công việc và các bạn đánh giá được cái nội dung công việc của mình cần làm ở trong công trường nó như thế nào. Cấp 16 á thì là 12.000 một mét, cấp 10 là 9.000,
Các bạn nhìn thấy cấp 10 một cuộn bây giờ nó là 2 triệu mốt, đúng không ạ? 2 triệu mốt, 2 triệu 6 gì đó. Thì các bạn sẽ thấy là cái này tiền nhân công nó bao nhiêu? Nó tới 9 ngàn. Thì cái này là 26.000 một mét, đúng chưa? Thì như vậy thì nhân công nó khoảng tầm 30%. Nhưng nếu các bạn áp dụng cái này một cách máy móc đối với nhà cấp 4 mà các bạn làm đó, thì các bạn sẽ không bao giờ trúng thầu và không ai dám giao cho các bạn, vì các bạn không có hiểu được cái tính chất công việc nó đòi hỏi kỹ thuật của mỗi công trường đều khác nhau. Cấp 8 nè, 8.500 nè, cấp 6 nè, 5.500 nè, cấp 4 nè là 3.800 nè. Cái này là kéo chung cư được nha các bạn. Bạn cứ xem đi. Đây. Ngay mà các bạn hay hỏi mình đây. Hôm nay mình cho các bạn ha. Đây, ổ cắm thì lắp bao nhiêu? Để mà lắp được cái bảng này đó thì là một kỹ sư hay các bạn sinh viên mới đi ra trường á, các bạn phải làm theo cái mẫu và các bạn phải tự làm ra cái bảng Excel này thì nó hơi khó, cho nên mình xin mình copy, mình chỉnh sửa và mình phải biết một chút về về Excel mình làm nha. Cấp 4 chấm là 3.800, cấp 2.5 là 3.200 một mét, mà khối lượng kéo của nó là 7.280 mét, cấp 1.5 là 3.100 các bạn. Đó, các bạn xem nha. Lắp một cái ổ cắm 3 cháu á là 35.000. Các bạn xem đi. Công tắc đơn 2.16A, một cái chủ đầu tư cấp, cái này là vật tư người ta cấp, thì có nghĩa là một cái là 25.000, được chưa? Công tắc 3 một chiều cái là 13 cái, một cái 75.000, có nghĩa là các bạn sẽ tính một hạt đó là đơn giá là một hạt như vậy 25.000. À, các bạn tham khảo cái này ha, tôi biết là một số bạn rất là cần về cái điều này đó. Đèn nè, đó, đây là số chia sẻ cho các bạn xem. Mình để video lâu lâu cho các bạn nha, mình hơi bị viêm họng một chút. Đây, một số anh em rất là cần. Đây là các anh em thợ nhìn thấy là mình làm thì mình sẽ biết được. Để mà lắp được cái đèn đó, đâu phải là mình lắp đâu, mình phải khoét lỗ nó, rồi dây cổ đã kéo sẵn hết đó rồi, thì cái những công việc nó sẽ gối đầu với nhau thì mình mới làm được. Cái này thì các bạn sẽ muốn hiểu rõ đó thì các bạn sẽ đi qua cái kênh mà Mạnh Tùng Trailer nha. Kênh Mạnh Tùng Trailer thì anh Tùng anh sẽ dạy làm cái này, và không chỉ là dạy ở mức độ mà đơn thuần đâu các bạn. Cái phần này nó thuộc về phần QA QC, làm trong cái phần mà báo giá nhân công vật tư á, là cái phần đấu thầu các bạn. Anh Tùng á, là anh làm giám đốc Hòa Bình á, thì anh sẽ giỏi hơn mình rất là nhiều về vấn đề này, về ở cấp độ quản lý. Đây là một cái bản báo giá nha các bạn. Đó, các bạn xem đi. Thì ở trong này thì một số bạn bảo là còn một số thứ nhiều cái vấn đề khác nữa, thì các bạn sẽ thấy là như thế nào.
bạn như thế là tôi bây giờ đi tập trung vô một số cái việc của mình làm. Đề thi của mình ha, Camtasia của mình á, vì một thời gian đó thì Luyện không chia sẻ được cái bản vật tư hay là một cái bản ở một công trường nào đó, thì cái này nó lâu rồi nha. Thì cái bản này thì mình đã làm vào ngày 31 tháng 3 năm 2018 á. Thì cái bản báo giá mình nhắc lại với các bạn đó là nó mang cái tính chất là tham khảo thôi, tại vì là nó tùy thuộc vào vấn đề là cái yêu cầu của công trường nó như thế nào, thì nó đòi hỏi cái tiêu chí kỹ thuật nó sẽ khác nhau, cho nên là các bạn sẽ có những cái bản báo giá về nhân công chứ nó sẽ khác nhau. Ví dụ như là mình thấy là các bạn nhìn thấy ở đây á, cái bồn nước mà sinh hoạt tầng hầm á kèm theo phao á văn xả đáy á, thì các bạn sẽ thấy là cái tiền nhân công lắp đó, cái bồn nước này là 550.000 với thời điểm đó thôi. Và thứ hai nữa là cái quy trình á mà làm việc cái đó nó như thế nào là nó đưa ra nó khác. Nếu như mà các bạn lắp ở một cái công trường mà của bọn Nhật á hay là của châu Âu mà bạn lấy cái đơn giá này thì nó sẽ không phù hợp, các bạn sẽ không lắp được với cái giá này đó, các bạn chỉ có lỗ thôi. Rồi cái bồn nước trên mái á thì các bạn thấy là nó cao hơn, cho nên nó đơn giá đó là 750.000. Như vậy á, các bạn sẽ tính theo đồ món á, là cái van tự động D27 này nè, cái nhân công lắp đặt cho nó là 75.000, bơm đẩy thì mình lắp là 350.000, đúng rồi, rồi bơm tăng áp cũng 350.000. thì khi mà mình đi làm á mà mình không nhận theo mét vuông á thì mình nhận theo cái kiểu á, là tính từng theo thiết bị, thì mình lắp được cái gì thì mình tính tiền được cái đó. Còn ở trong mét vuông á thì mình sẽ bao gồm tất tật mọi thứ, mình sẽ không tính xin được, rất khó. Như vậy thì cái nguyên tắc mà để đi đấu thầu á thì tùy theo cái dự án hay là tùy theo cái công trường nó như thế nào. Tóm lại là nhà dân á mà các bạn mà báo giá theo kiểu này á thì thông thường thì đi qua ông thầu ông sẽ không chấp nhận, tại vì nó cao, đúng không ạ? Với hai nữa là gì, cái tiêu chí kỹ thuật ở một số công trường nó không có đòi hỏi là chúng ta phải làm sốt hay là mình sẽ làm bài bản, mà làm là cho xài được thôi. Cho nên là cái tiêu chí kỹ thuật nó khác nhau, cho nên nó đòi hỏi mình là khác nhau liền. Thì các bạn nhìn quan sát sơ về bên các bạn báo giá này, cái phiểu thu thì các bạn có thấy thấp, một cái phiểu thu như vậy là 75.000 thôi, vòi nước thì 55.000, cầu chắn rác là 25.000, ống PPLR D27 thì chúng ta tính được một mét hàng nó chỉ có là 15.000 thôi. Rồi nhưng mà cái co cái khúc thì mình phải tính riêng nha. Các bạn sẽ xem là cái co cái khúc là mình sẽ tính riêng nó ra. Phải tính riêng mỗi phải có chứ, một cái co bao nhiêu tiền chứ. Thì hôm nay mình thử cái phần mềm này, nhân dịp đây thì mình thử chia sẻ cho các bạn đây.
Các bạn sẽ thấy là cái van thì mình cũng sẽ gắn hàng nó thì tính bằng đường giá một cái mít ống. Cái đây là mang tính chất tham khảo thôi, tại vì một số bạn cứ xin thì mình nói là mang tính chất tham khảo thôi, tại vì là nó phụ thuộc vào cái dự án, cái công trường của mình. Chứ thứ hai nữa là một số bạn á là cứ bảo là mình cho trên YouTube gửi theo mail, thì mình nói thật là mình không có thời gian. Ở Zalo thì các bạn gửi tới xin thì mình cho thôi, chứ cái này thì giấu để làm cái gì các bạn, đúng chưa? Nhưng không giấu được cái gì hết. Đây là bảng khối lượng nước. Đó. Thì hôm nay mình chỉ làm video này chia sẻ kiểm tra với anh em nha. Rồi chào anh em nha.